công đức phải làm cho đến viên mãn. Có nhiều người tốt lại gặp phải tai họa bất ngờ, việc này khiến rất nhiều người không hiểu nổi, nói rằng nhân quả báo ứng. Như vậy, vì sao người tốt lại gặp tai họa bất ngờ rồi chết như vậy? Có lẽ câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn đáp án. Giám đốc Lục đã nhậm chức nhiều năm trong lâm trường, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ lên mặt với ai. Anh cũng rất quan tâm đến cấp dưới, mọi người đều công nhận anh là một người quản lý tốt. Giám đốc à, anh đến rồi à? Ừ, các anh đang cưa cây à? Vâng ạ. Cái cây này to quá, gỗ lại cứng nữa. Hai người chúng tôi ở đây cưa hết nửa ngày rồi mà cũng chỉ cưa được một chút như vậy thôi. À, anh thật là biết cách diễn lý do. Không phải là vì cánh tay của anh hôm qua bị thương cho nên anh không thể làm hết sức được hay sao? Không phải đâu, vết thương nhỏ này của tôi đâu có làm trở ngại công việc được. Sao vậy, hôm qua anh bị thương rồi sao? Không sao đâu ạ, vết thương nhỏ thôi mà. Anh bị thương rồi, hãy nghỉ ngơi trước đã, sức khỏe rất là quan trọng. Nào, cái cây này để tôi giúp anh cưa cho. À, giám đốc Lục à, làm vậy coi sao được. Tôi không sao đâu mà, hãy để cho tôi làm. Đừng có tranh làm với tôi, may là hôm nay tôi không bận việc, việc ở đây hãy giao cho tôi. Giám đốc Lục thật sự là một người tốt. Chỉ cần trong nhà của nhân viên cấp dưới xảy ra việc, giám đốc Lục đều tận lực giải quyết và giúp đỡ. Mỗi khi mọi người gặp khó khăn, anh thường hay ra tay cứu giúp. Anh Lưu à, nghe nói sẽ có bão tuyết trong mấy ngày này, nên tôi chuẩn bị một ít thức ăn cho anh nè. Giám đốc à, tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Bão tuyết lớn như vậy mà anh còn đặc biệt đến thăm ông già này như tôi. Anh Lưu à, anh đừng khách sáo. Sức khỏe của anh không tốt, chỉ cần anh ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đợi sức khỏe anh tốt rồi hãy đi làm việc. Cảm ơn giám đốc, cảm ơn. Những người cấp dưới đối với giám đốc Lục vô cùng tôn kính và yêu quý. Vì để cảm ơn anh nên họ thường bắt một số thú rừng tặng cho anh. Vì giám đốc Lục rất thích ăn thịt rắn, cho nên mọi người lên núi nhìn thấy rắn đều bắt về tặng cho anh. Tiểu Cao, anh bắt được con thỏ quan này ở đâu vậy? Ở dưới chân núi, tôi đặt bẫy ở đó, không ngờ hôm nay lại bắt được con thỏ quan này. Khá lắm, tối nay là có mồi ngon nhậu rồi. Không được, cái này tôi muốn tặng giám đốc Lục. Ngày thường anh ấy quan tâm tôi như vậy, tôi cũng không giúp được gì cho anh ấy, chỉ có thể bắt được những con thú quan này để biểu hiện một chút lòng của tôi. Phải rồi, chúng ta chỉ có thể báo đáp cho anh ấy như vậy thôi. Mấy hôm trước tôi có bắt được con rắn tặng cho anh ấy. Rắn à? Phải rồi. Chẳng lẽ anh không biết giám đốc Lục thích ăn nhất là thịt rắn hay sao? Thì ra như vậy. Hèn gì rất nhiều người nhìn thấy rắn liền bắt lấy. Thì ra là để tặng cho giám đốc Lục. Sớm biết như vậy tôi cũng bắt mấy con rắn tặng cho ông ấy. Tiểu Cao à, anh khách sáo quá rồi. Thưa giám đốc, ngày thường anh tốt với tôi như vậy, tôi cũng không cách gì để trả ơn anh. Hôm nay ở trên núi tôi bắt được con thỏ quan này, anh nhận lấy đi cho tôi vui. Vậy được rồi, thật là cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu chứ, người nên nói cảm ơn là tôi mới phải đó. Những công nhân trong lâm trường cứ 2-3 ngày lại đem tặng cho anh những món ăn hoang dã. Giám đốc Lục hầu như mỗi ngày đều ăn thịt thỏ quan, chim hoang dã, thịt rắn, vân vân. Trong mấy năm qua, số lượng động vật mà anh đã ăn thật không thể nào kể xiết. Và một đêm giao thừa, đèn lồng của nhà anh đột nhiên bị tắt, cả nhà cảm thấy bất an. Nghĩ, việc gì xảy ra vậy? Đèn lồng sao lại tắt rồi? Hôm nay là năm mới, đèn lồng tự nhiên lại tắt rồi. Thật là có chút không may mắn rồi à. Đúng đó, chuyện này là như thế nào chị? Đúng rồi, chị của con học Phật đã lâu, mấy hôm nữa mẹ sẽ đi hỏi nó xem sao. Có lẽ là bóng đèn đã bị hỏng rồi, có gì đâu mà kỳ lạ chứ. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi, đừng để ý đến nó. Mấy hôm sau, mẹ của giám đốc Lục đem tất cả sự việc kể cho chị của anh nghe. Chị của anh sau khi nghe xong lập tức đi khuyên giám đốc Lục, gần đây nhất định phải làm nhiều việc thiện, đừng làm việc ác.
Em trai à, mẹ đã kể cho chị nghe rồi. Đèn lồng đêm giao thừa đột nhiên bị tắt, thật không may mắn lắm. Đây là lời cảnh báo của ông trời dành cho em đó. Cảnh báo em sao? Cảnh báo em về điều gì chứ? Em chẳng phải đã làm việc gì đó xấu sao? Em thường ngày chăm chỉ làm việc, vui vẻ giúp đỡ người khác, lẽ ra phải là không làm việc gì xấu mới đúng chứ? Đúng đó chị, anh ấy trong lâm trường luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Vậy thì tốt. Em trai à, em nhất định phải nghe lời chị. Thời gian này em không được làm việc gì xấu đó. Dạ, chị nhìn đi, em có thể làm việc gì xấu chứ? Sự việc này giám đốc Lục căn bản là không hề để nó ở trong tâm. Anh vẫn quan tâm đến công việc của Lâm Trường như cũ, mà công nhân của anh cũng vô cùng quý trọng anh, thường tặng anh những món thịt động vật hoang dã. Mấy tháng sau là vào mùa bận rộn nhất trong năm của Lâm Trường, công nhân chặt cây, đốn cây, chất thành từng đống. Giám đốc Lục ở hiện trường cũng bận rộn chỉ huy, điều động công nhân của mình. Mọi người phải chú ý an toàn đó, đừng để bị gỗ đè đó. Giám đốc à, anh yên tâm đi, ai cũng đều là những người nhiều kinh nghiệm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cẩn tắc vô ưu mà, cẩn thực một chút vẫn hơn. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, đống gỗ đó không biết vì sao đột nhiên bắt đầu từ từ lăn xuống. Giám đốc Lục lại đang đứng cách đống gỗ không xa. Mọi người nhìn thấy thất kinh hồn vía, vội vàng la lên thật to. Làm xong việc này rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi cho khỏe. Không xong rồi, đống gỗ đó đang đổ xuống. Giám đốc, hãy cẩn thận. Giám đốc mà chạy mau đi. Giám đốc Lục sau khi nghe thấy liền quay đầu nhìn lại, những thanh gỗ đó đang lan về phía mình, nhưng anh lại không thể tránh được. Những thanh gỗ ào ào đổ xuống để lên người anh. Giám đốc chết ngay tại chỗ. Giám đốc à, giám đốc à, anh sao rồi? Nhanh, nhanh đi cứu giám đốc ngay. Nhanh, đưa anh ấy vào bệnh viện ngay. Không cần đâu, giám đốc Lục, anh ấy đã không còn thở nữa rồi. Mấy ngày sau, lúc cử hành lễ truy điệu giám đốc Lục, rất nhiều đồng nghiệp đều đến đây thắp hương để tưởng niệm. Em trai tôi vì sao lại bị gỗ đè chết như vậy? Sự việc đã xảy ra như thế nào? Lúc đó thật là kỳ lạ. Giám đốc Lục sau khi nghe thấy tiếng la lớn của chúng tôi, nếu anh ấy bỏ chạy ngay lập tức thì có lẽ sẽ không bị gỗ đè lên người. Nếu anh ấy nhảy sang một bên thì có lẽ cũng không bị thương. Nhưng không biết tại vì sao, bất cứ ai cũng đều có phản ứng bình thường, nhưng anh ấy lại không làm được. Đúng vậy, người tốt như vậy sao lại như thế này được chứ? Mọi người đều nói người tốt có quả báo tốt, tại vì sao giám đốc không nhận được quả báo tốt như vậy chứ? Mấy hôm trước tôi bắt được một con rắn, chuẩn bị tặng cho giám đốc Lục ngâm rượu. Thật không ngờ anh ấy không thể ăn được nữa rồi. Hả? Anh nói cái gì? Em trai tôi nó ăn thịt rắn à? Đúng rồi, giám đốc Lục thích nhất là ăn thịt rắn. Chúng tôi thường bắt rắn tặng cho anh ấy mà. Vô cớ đánh ruột giết rắn là tội nghiệp cực lớn. Em trai à, em đã sát hại rất nhiều sinh mạng, cho nên em mới gặp phải quả báo như vậy. Nếu em sớm hiểu rõ nhân quả nghiệp báo, kêu gọi đồng nghiệp phóng sanh hộ sanh, yêu quý che chở động vật, thì em sẽ không gặp tai họa bất ngờ mà chết như vậy được đâu. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.